Nguồn gốc và ý nghĩa ẩn sau 13 biểu tượng Halloween có thể bạn chưa biết. Thứ nhất là đèn lồng bí ngô. Khắc đèn lồng bí ngô là một truyền thống vô cùng thú vị trong dịp lễ Halloween. Nhưng ít ai biết rằng, truyền thuyết nó lại bắt nguồn từ một bi kịch. Sự tích kể lại rằng, có một nông dân tên là Jack đã nhiều lần lừa quỷ dữ Satan. Vì thế, sau khi chết đi, Jack không được thiên đường hay là địa ngục tiếp nhận và trở thành hồn ma lang thang trong bóng tối của luyện ngục. Luyện ngục ở đây tức là dùng giữa thiên đường và địa ngục. Và thế là anh đã chế tạo một ngọn đèn lồng từ củ cải và than đá để dẫn lối cho linh hồn của chính mình. Về sau, củ cải đã được thay đổi bằng quả bí ngô và người Celtic tin rằng khi đặt đèn lồng bí ngô bên ngoài thì sẽ giúp dẫn lối cho các linh hồn lang thang tìm được đường về. Từ đó về sau, quả bí ngô đã trở thành một biểu tượng Halloween phổ biến và quen thuộc ở nhiều nước trên thế giới. Thứ hai là mèo đen. Mèo đen được xem là biểu tượng của sự xui xẻo, không may mắn và là loài vật gắn liền với ma thuật đen tối hay quỷ dữ. Một truyền thuyết kể rằng, quỷ Satan đã biến thành một con mèo đen khi kết nối với phù thủy. Tuy nhiên, ý nghĩa mèo đen này chỉ mang tính tương đối, tùy theo văn hóa từng vùng miền mà sẽ có những ý nghĩa khác nhau. Chẳng hạn như tại một số quốc gia như là Ireland, Scotland và Anh, khi có một con mèo đen đi qua, bạn sẽ có điều may mắn sắp xảy đến với bạn. Thứ ba là phù thủy. Phù thủy là một trong những biểu tượng quen thuộc trong dịp lễ Halloween và có rất là nhiều người hóa thân thành nhân vật này. Phù thủy được cho là có sức mạnh siêu nhiên, thường mặc quần áo màu đen, mũi nhọn và cưỡi chổi bay. Bên cạnh đó, mọi người cho rằng hình tượng này còn có mối quan hệ mật thiết với ma quỷ, đại diện cho thế lực độc ác hắc ám và nắm giữ năng lực mạnh nhất vào đêm Halloween. Thứ tư là màu sắc đại diện cho Halloween là đen và cam. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng màu cam và màu đen là hai gam màu chủ đạo của lễ hội Halloween. Mỗi màu sắc sẽ mang những ý nghĩa khác nhau. Màu cam là biểu tượng của sức mạnh, sức chịu đựng và sự thu hoạch. Trong khi đó, màu đen tượng trưng cho bóng tối và sự chết chóc. Hai màu này xuất hiện trong đêm Halloween để nhắc nhở mọi người rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh. Thứ năm là con dơi. Dơi được xem là loài vật gắn liền với phù thủy và một trong những biểu tượng đặc trưng của lễ Halloween. Theo truyền thuyết, vào ngày lễ Halloween, nếu ai nhìn thấy một con dơi bị rơi thì sẽ gặp những điều xui xẻo. Một số nơi còn cho rằng nếu con dơi bay xung quanh một ngôi nhà 3 lần thì ai đó trong nhà sẽ chết sớm. Theo một truyền thuyết khác, nếu như dơi bay vào nhà bạn trong ngày Halloween thì đó là dấu hiệu cho thấy ngôi nhà của bạn đang bị ám bởi những linh hồn trú ngụ trong thân xác của loài vật này. Và ngày nay, dơi là một hình ảnh trang trí phổ biến trong lễ hội Halloween. Thứ sáu là con cú. Cú là một hình ảnh phổ biến trong đêm Halloween, được xem là biểu tượng của sự xui xẻo và chết chóc. Người nào nghe thấy tiếng chim cú kêu là điềm báo sắp có người chết. Hiện nay, có rất là nhiều người sử dụng mặt nạ cú để hóa trang trong lễ hội Halloween và dùng biểu tượng cú để trang trí cho nhà ở, văn phòng, cửa hàng trong ngày hội này. Thứ bảy là zombie, tức là xác sống. Hình ảnh zombie hay là xác sống thường được thấy trong những bộ phim kinh dị rùng rợn và là hiện thân của văn hóa Thây Ma có nguồn gốc ở Haiti. Người dân nơi đây quan niệm rằng loài người có thể bị rơi vào trạng thái phi trí óc giống như xác chết trên phim ảnh. Lúc này, con người không thể kiểm soát được hành động và bị người khác điều khiển cho những mục đích xấu xa. Do đó, đây là một trong những biểu tượng không thể thiếu trong lễ hội Halloween hàng năm. Thứ tám là mạng nhện. Theo quan niệm từ thời Trung Cổ, nhện được xem là loài vật có liên quan đến các phù thủy, đại diện cho sự đen tối và hắc ám. Nhiều người tin rằng nếu một con nhện rơi vào ngọn đèn đang thắp sáng thì có nghĩa là các phù thủy sẽ bắt đầu xuất hiện xung quanh đó. Đặc biệt, mọi người truyền tay nhau khi mạng nhện xuất hiện trong đêm Halloween thì điều này có nghĩa là những con nhện đang ở gần đây. Mạng nhện là một trong những vật trang trí Halloween vô cùng đơn giản và phổ biến được rất là nhiều người lựa chọn. Thứ chín là vạc đựng linh hồn. Vạc đựng linh hồn là một trong những biểu tượng Halloween đã quá quen thuộc với mọi người. Dựa trên một số truyền thuyết kể lại của người Celtic, tất cả linh hồn sau khi chết sẽ bay đến chiếc vạc của một bà già, một biểu tượng đặc trưng cho người mẹ trái đất. Và tại đây, những linh hồn sẽ chờ đợi để được luân hồi. Khi các vị thần khuấy chiếc vạc, những linh hồn mới sẽ vào bên trong để các linh hồn cũ được tái sinh. Thứ 10 là hồn ma. Trong ngày Halloween,
Nhiều người thích hóa trang thành hồn ma để đi lang thang hù dọa khắp nơi và gây ám ảnh cho mọi người xung quanh. Một trong những cách đơn giản, dễ thực hiện nhất để hóa thân thành hồn ma đó là lấy một tấm khăn trải giường rồi khoét lên đó hai con mắt, vậy là xong. Nhiều câu chuyện rùng rợn được kể lại. Khi con người chết đi, linh hồn của họ phải đi lang thang khắp nơi để tìm kiếm ngôi nhà cho riêng mình hoặc là đi tìm người thân. Thứ 11. Bộ xương và hộp sọ. Theo truyền thống của Công giáo, hình ảnh bộ xương và hộp sọ là đại diện cho cái chết, nhắc nhở sự ngắn ngủi và mong manh của đời người. Từ đó, bộ xương và hộp sọ trở thành hình ảnh không thể thiếu trong lễ hội Halloween. Chúng được dùng để trang trí nhà ở, gian phòng để làm tăng thêm sự rùng rợn đậm chất ngày Halloween. Thứ 12. Trò chơi Trick or Treat. Trick or Treat tức là cho kẹo hay bị ghẹo, là một trò chơi được nhiều trẻ em yêu thích trong dịp lễ Halloween, đặc biệt ở các quốc gia châu Âu. Trẻ em sẽ mặc những trang phục Halloween và tụ tập lại với nhau, xách theo một túi đựng kẹo, đi gõ cửa từng ngôi nhà sáng đèn và hô to câu hỏi Trick or Treat. Những đứa trẻ sẽ nghịch ngợm chọc khóa chủ nhà nếu họ không cho kẹo. Thứ 13. Những món ăn truyền thống của Halloween. Bên cạnh các hoạt động vui chơi hóa trang ngày hội thì Halloween còn là dịp để mọi người thưởng thức hương vị thơm ngon của các món ăn truyền thống cực kỳ độc đáo như là kẹo táo nè, bánh linh hồn, súp bí đỏ, vân vân. Qua video, hy vọng các bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin hữu ích và hiểu rõ hơn từng ý nghĩa thú vị đằng sau mỗi biểu tượng độc đáo của ngày hội Halloween ha. We'll be right back.